Rồi, xin chào tất cả quý anh em. Chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với Bonsai Thần Thi. Vẫn là con giờ quen thuộc, 11 giờ và 19 giờ. Bonsai Thần Thi giao lưu cây. Những cái dòng bonsai, đa số là những chủng loại dòng bonsai khai thác. Thì hôm nay vẫn tiếp tục giao lưu với anh em một cây bạch chỉ. Cây bạch chỉ. Cây này thì cơ bản là thành phẩm quý anh em. Những cái nước kẽm chủ yếu là định hình thôi. Một cây bạch chỉ hàng bonsai một người B, cây một người B, tương đối là cũng nặng tay một xíu thôi. Thì bạch chỉ cũng là một cái dòng ta chơi hoa, chơi trái, và trái thì ăn là rất ngon, trái chín ăn rất ngon. Thì cây đây hiện tại đang cho hoa, bắt đầu lác đác cho hoa, trái mùa với anh em. Thì hoa và trái thì bên trên thi chèn ở đâu cũng có gieo, thì quý anh em có thể chúng ta tham khảo thêm nha. Cây đây có cái hoành, cây này có cái hoành là 40 41, hoành 41. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu lên tới đỉnh ngọn là khoảng 43. Cây này tổng tán là 50 57, tán theo chiều ngang là nó khoảng 50 50. Chậu này là chậu Trung Quốc, chậu chữ nhật Trung Quốc, kích thước ngang chậu là 28, ngang chậu 28. Chiều dài chậu là 40, chiều cao chậu là 15. Quý anh thì quay kỹ quý anh em xem, và cũng quý anh em cố gắng tay xem kỹ video nha. Cây này có bộ đế khá là đẹp. Quý anh em xem bộ đế nha. Có những cái rễ trải rất là đều nha, tứ diện luôn. Dòng những cái dòng cây mà khai thác nha quý anh em, khai thác mà chúng ta có được bộ rễ đẹp rất là quý quý anh em, rất quý nha. Đây là rễ. Nó lên đây là nó chia ra những cái thân nhỏ, 5 thân. Chi cành thì rất là ok rồi. Cây này cơ bản là thành phẩm nha. Cây đang cho hoa. Cây đang cho hoa. Có một số cái nụ hoa. Hoa nó nở và trái thì bên sàn thị trường ở đâu cũng có nhiều nha. Quý anh em xem thêm. Bên sàn thị làm chi cành cái này rất kỹ rồi. Đa số những cây mà bên sàn thị giao lưu thì bên sàn thị cố gắng ta làm rất kỹ về chi cành, để khi mà chúng ta giao lưu về quý anh em ta có cây chúng ta chơi, chúng ta cứ theo một cái form dẫn ta hình thành thêm phần dâm, và tổng thể là rất ok rồi. Bốn mặt đều đẹp nha. Quay chậm cho quý anh em xem. Đây là mặt tiền, đây là mặt tiền. Cây này rất là rất sâu, rất có chiều sâu. Cây này hàng bonsai bằng trà bằng công cho quý anh em rất là tuyệt vời. Đây là mặt hậu nha, mặt tiền hậu cũng khá là đẹp nha. Cơ bản là tứ diện đẹp bốn mặt. Rồi, cây này thì bonsai thì giao lưu với quý anh em giá là 3,5 triệu, 3,5 triệu bonsai thì bao ship nha. Rồi, 3,5 triệu bao ship. Thì trước màn hình của anh em là một cây gân, một cây gân vàng hay còn gọi là cây gân tu hú nha, một cây mini hàng bằng trà siêu lỗ luôn. Cây đang đâm chồi nảy lọc rất là đẹp. Hàng này bonsai thì quý anh em để bàn là hết, rất là tuyệt vời, rất ok nha. Hàng mini thì hoa và trái của cây gan thì bonsai thì chèn ở đâu cũng có gieo nha. Thì quý anh em xem ở đâu cũng có gieo phần giới thiệu cây hoa và trái cây gan vàng, thì kính mời quý anh em chúng ta xem ở đâu cũng có gieo. Thì cây này đo cái hoành nữa nè, đo cái hoành tại cái vị trí cái eo này thì nó là hoành nó được là 28 nha, hoành được 28. Thì cây có cái tổng nè, tổng cao của nè, tổng cao từ chân chậu lên nha, 26. Phụ tán thì khoảng 26 luôn của nè, 26 luôn nha. Chậu này là cái chậu lục giác nha, chậu lục giác cái đường kính chậu là 18,5 phân. Thì mời quý anh em ta xem cái phần
chi cành đó nha. Thì cái phần chi cành thì nó rất là đẹp. Bên sang thì đã lật lá nha, lật lá đó, thì nó vừa lúc đứt ra những cái lá non. Lúa thì siêu lỗ luôn. Bên này xem rất là đẹp, cây được chỉnh chu, được vào những cái râm riêu. Hàng này chúng ta trưng bày, chúng ta chơi tết rất là đẹp. Thì quý anh em giao lưu cây mới sang thi quay kỹ nha. Thì kính mời quý anh em ta quan tâm thì ta cố gắng ta xem kỹ cái video, quý xem kỹ video để chúng ta giao lưu. Rất là đẹp, bồi xài đỡ bàn rất là đẹp. Rồi cây ganh vàng này thì bên sang thi giao lưu với anh em giá là 1.100.000, bên sang thi bao ship. Rồi 1.100.000 bao ship cho bên em. Rồi trước mắt với anh em là một cây me, một cây me trồng từ cây con, một cây me trồng từ cây con. Cây có một cái đường thân lắc lượng rất là đẹp, rất là nghệ thuật. Cây đang cho cái tược non, cây đang cho tược non, một cây me. Quý anh em xem cây khá là đẹp nha quý anh em, cái đường thân nó lắc lượng khá rất là nghệ thuật nha. Cây nuôi từ cây con. Cây này thì cái hoành, cái hoành của đế của nó là hoành đế của nó là 27 quý anh em, 27 nha. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu lên tới ngọn là khoảng 55, phụ tán thì khoảng 45, cái 45. Chậu này là chậu tròn, kích thước là 30, chiều cao là 13. Một cây me. Anh em xem cái đường thân của nó nha. À, đường thân nè. Một cái cây me con nuôi từ cái cây con, đường thân nó rất là đẹp. Nó lắc lượng rất là đẹp. Cây này chi cành thì ok nha. Thì bên sang thì để xử lý cái chi cành và cái cây này nó đang cho cái tược non. Rất là đẹp. Cây này về chúng ta trưng bày, chúng ta chơi tết được. Tại vì nó cái đọt non tầm đây thì khi về quý anh em thì nó sẽ kín. Nó sẽ kín cái tàn. Một cây me. Me con. Cái này thì đế đẹp, thân đẹp. Giao lưu cũng hữu nghị cho quý anh em chơi. Cây này thì bên sang thị giao lưu với quý anh em giá là 1.700.000, 1.700.000 bên sang thị bao ship. Rồi 1.700.000 bao ship. Bên sang thị phát sóng video lúc 11 giờ và 19 giờ. Bên sang thị giao lưu mỗi mảng gốm sứ, cây cảnh, dụng cụ phân bón các loại. Thì kính mời quý anh em đón xem, hợp ý thì ủng hộ bên sang thị. Xin cái mời quý anh em cho một lượt đăng ký kênh, nhấn chuông theo dõi, tạo động lực cho bên sang thị có những cái sản phẩm để phục vụ cho quý anh em. Rồi xin cảm ơn và xin chào.